chuyện tình Thành Long và Đặng Lệ Quân đường chia hai nẻo bởi chẳng chung lòng. Thiên hạ đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn mà đoản mệnh. Chỉ tiếc rằng bà đã yêu một người chẳng nên yêu, để rồi ôm hận đến cuối đời. Đã 25 năm kể từ khi cố danh ca giả từ trần thế, những người yêu nước và yêu giọng ca của bà hãy còn tưởng nhớ đến cuộc đời nữ sĩ với đầy lòng kính trọng và yêu mến. Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi khi họ vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" ở mỗi góc phố trên thế giới này. Không chỉ là thưởng thức, mà trong thời đại rối ren, tiếng hát của bà còn thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng của những người tin vào chủ nghĩa tam dân, lý tưởng mà nữ sĩ từng đấu tranh khi còn sinh thời. Từng lên tiếng ủng hộ phong trào sinh viên Thiên An Môn, kêu gọi tự do đến Trung Quốc đại lục. Thế nên lễ tang của bà được tổ chức theo nghi thức nhà nước tại Đài Loan, với quốc kỵ phủ trên quan tài. Dẫu vậy, cuộc đời nữ sĩ vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi và cô độc. Người đời truyền tụng mối tình giữa Lệ Quân và Thành Long vào mỗi lúc trà dư tửu hậu, lấy đó mà than thở. Người tốt thì bạc mệnh, kẻ xấu lại trường thọ. Theo lời kể của người trong cuộc, họ gặp nhau khi đến nước Mỹ. Lúc đó Lệ Quân đã sớm thành danh, còn Thành Long là một nghệ sĩ trẻ không tên tuổi, tiếng Anh còn bập bẹ. Họ yêu nhau nhưng quá nhiều khác biệt. Lệ Quân độc lập, kiêu kỳ, Thành Long lại hướng ngoại, xuất thân hàng vi. Thành Long đa tình, trăng hoa, thậm chí là sống trụy lạc. Một việc khiến nữ danh ca ôm hận là sau khi chia tay, Thành Long không đến với ai khác mà lại cưới bạn thân của bà, người đẹp Lâm Phụng Kiều. Đặng Lệ Quân từng tuyên bố về mối tình của mình: "Bạn có biết không, tôi hận đến chết người đàn ông đó." Thành Long dù là ngôi sao tầm cỡ quốc tế, thường đóng vai anh hùng, nhưng gia đình lại có con trai nghiện ngập, con gái ngoài giá thú đã tuyên bố không nhận cha. Gần đây ông còn bị dư luận lên án gay gắt vì ủng hộ đàn áp phong trào biểu tình ở Hồng Kông. Thành Long dường như đang phải nhận lấy quả đắng do chính mình gieo trồng. Tập đoàn Thái Hòa do Thành Long làm đại sứ thương hiệu đã bị chính quyền Trung Quốc liệt vào danh sách thất tín do nợ nần. Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn phát hiện ra rằng Thành Long ủng hộ ai thì người đó gặp họa. Ông làm đại sứ thương hiệu của Tiểu Bá Vương đóng cửa. Làm đại sứ thương hiệu cho Ái Đa VDC thì tổng giám đốc của Ái Đa VDC đi tù. Làm đại sứ thương hiệu của Phần Hoàng Cola thì Phần Hoàng Cola biến mất. Trong một cuốn tự truyện của mình, Thành Long từng nói với bản thân ông cảm thấy hối hận vì những gì đã làm, và cũng dành một chương cho Đặng Lệ Quân với đầy nỗi niềm tiếc nuối. Một cư dân mạng ngưỡng mộ Đặng Lệ Quân đã có lời nhắn gửi đến Thành Long rằng: "Nếu ông còn tưởng nhớ đến Đặng Lệ Quân thì hãy quay đầu, đừng phản bội lý tưởng của bà và đừng phản bội chính dân tộc của mình."